Ok, các bạn có thể nhìn thấy cái thu nhập của ETH của mình này. Đấy, mining income này, mining income. Đấy, mình đang đào Bit mà. À quên, nhầm, mình đang đào ETH. Ok, thì ngày hôm nay là mình sẽ review cho các bạn về 10 sàn, đại khái là những cái sàn giao dịch tiền ảo uy tín. Thì việc mình đào đây là mình đào thẳng về sàn nhé. Các bạn, mình đào thẳng về sàn có thể đem đi bán chứ các thứ luôn. Thì ở video này không nói quá nhiều ở phần này, thì mình sẽ review vào những cái sàn uy tín để bước đầu cho các bạn lựa chọn cái sàn nào để cho anh em có thể đào tiền. Ok. Ok. Thì đây là top những sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu. Chúng ta sẽ quan tâm chủ yếu đó là đến top 10. Thực sự là đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Với đứng đầu là sàn Binance được chấm 9.9 điểm. Đấy, khá cao đúng không? Ở đầu video thì mình có đào ở trên cái sàn KuCoin 7.7. Tuy được điểm thấp hơn 7.7, nhưng tại sao mình lại đào trên sàn KuCoin mà không phải là đào trên sàn Binance? Thực ra hai sàn này đều có thể đào được, mà các sàn khác cũng có một số sàn nó đào được, mà tại sao mình lại đào KuCoin? Ok, thì cái này là do lý do cái sàn KuCoin ấy thì nó cho các bạn chuyển sang nắm giữ cái đồng KCS của nó rất là easy và có thêm phần lợi nhuận, mà trong cái đó ở những video sau mình sẽ nói rõ cụ thể cho các bạn hơn. Và nếu như bạn mà muốn đào luôn ở trên sàn KuCoin thì xem link ở phần mô tả bên dưới. Ok, vào chủ đề chính, chúng ta sẽ review 10 sàn top đầu. Ở đây là danh sách, các bạn nào nếu muốn xem danh sách này, mình sẽ để link ở phần mô tả bên dưới ở đây. Và mình muốn review là tại sao cái sàn VLAN này, nếu như đứng top 1, sự uy tín của nó là top đầu đi chăng nữa, thì tại sao chúng ta không dùng cái sàn Binance này nhá, mà vẫn những cái sàn khác nó vẫn có cơ chế hoạt động của nó. Ok, thì cái đấy mới là điều quan trọng. Và nếu như bạn nào mà chưa biết những yếu tố cơ bản rồi kiếm Bitcoin miễn phí để gửi vào sàn rồi kiếm tiền tiếp các kiểu thì xem link ở phần mô tả bên dưới nhé. Ok, thì chúng ta nhìn qua này, để sàn Binance chấm 9,9 điểm thanh khoản trung bình này, lượt truy cập này, nhìn các bạn nhìn này, lượt truy cập của nó này 35 triệu. Trời ơi, lượt truy cập hàng tuần của nó 35 triệu, mà trong cái đó cái sàn Coinbase ở đứng dưới luôn, KuCoin là 4 triệu nhá. Thì ngang với Coinbase này, FTX, RX này, mấy sàn này. Cái sàn này có 2 triệu thôi. Các bạn nhìn này, những cái lượt truy cập của nó rất là 2 triệu. Gate, Gate cũng là một sàn khá ngon nhưng mà lại nó lại bị xếp dưới ở chữ đoạn này, 6 triệu. Ok, thì về cái sàn Binance ấy, mình cũng đã có trải nghiệm những sàn này. Thì về cái quan điểm cá nhân của mình thì về cái sàn Binance ấy, thì nếu như các bạn mà muốn đầu tư nó thì các bạn, nó thiên về cái kiểu đầu tư ổn định và lâu dài hơn. Nó nói tóm lại là đầu tư thì bạn nên lựa chọn sàn Binance. Còn nếu như các bạn muốn đầu cơ, có nghĩa là đầu tư có nghĩa là lâu dài, còn đầu cơ có nghĩa là chơi chớp nhoáng, chơi lên phát xả ngay rồi dùng đòn bẩy như các kiểu, thì các bạn nên sử dụng mấy cái sàn vớ vẩn như kiểu thằng Gate này, Hobit cũng được. À Hobit hơi giống như sàn Binance một chút. Gate này, mình kiếm cho bạn mấy cái sàn nữa, LB Bank này cũng được này, đấy, hoặc MiBank, mấy cái sàn này là mấy cái sàn mà các bạn chơi kiểu đầu cơ thì anh em lựa chọn đấy. Mà nhất là cái thằng sàn Gate một trong những thằng có nhiều cái chiêu trò rồi giết các kiểu nhất, thì các bạn có thể lựa chọn sàn Gate nếu như các bạn tùy thuộc vào cái sở thích của anh em. Ok, còn cái mấy cái sàn KuCoin thì nó có ít ít ấy hơn, nhưng mà nó cũng độ độ nó cũng cao hơn nữa. Còn thằng Coin Coinbase mình thấy nó hơi chán, mình dùng nó từ ngày xưa nhưng mình dùng nó hơi chán. Mình chủ yếu dùng các sàn như Binance này, KuCoin này, Hobit này, Gate này, MiBank này, LB Bank này, đấy. TKO thì lượt truy cập của bạn này giá nó quá thấp rồi, mà thằng này là thằng con của thằng Binance, đâm ra là về cơ bản thì cứ dùng Binance thôi. Ok, không có gì là đặc sắc. Có một số con mà nó cho đào với các kiểu mấy sàn top dưới này, như này rất 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 nhiều luôn. Lighthouse là một trong những sàn cho đào này, điểm sàn giao dịch có 3.9 thôi, có nghĩa là nó đánh giá rằng cái sàn này các bạn
cái kiểu giao dịch của nó cũng không ok lắm á, nhưng mà các bạn có thể đào coin thì sử dụng nó. Ok, đây, những đồng cọ, các sàn dưới những sàn này á, nhiều khi các bạn thấy ví dụ nhá, kiếm một con coin bình thường ấy, đây có market cap. Đây con coin này nhá. Thì bắt đầu chúng ta xem nhìn cái thị trường của nó có những cái sàn nào. Đây, nhìn này. Con này có khá là nhiều sàn hỗ trợ luôn. Đây nhìn này. Đấy này, nhưng cái độ 2, cái độ tin cậy này bình thường à. Thì các bạn nhìn nhá, ở cái sàn Binance là 47 này. Mình so sánh USDT nhá, 4785 này. Đấy, nếu gate là giá là 4785 thì giá của cái thằng những cái sàn thằng Binance này giá nó bao giờ cao hơn này. Đấy. Đó. Mà nếu mà mua mà nếu như họ lợi cho người mua thì cũng lợi cho việc bán đi, thì về cơ bản là cũng vậy thôi. Khối lượng giao dịch của nó lớn hơn này. Những sàn khác các bạn có thể nhìn thấy, đây cùng một đồng coin thì chúng ta có thể so sánh giữa sàn top đầu về từ cái việc là giá cả, cái độ sâu, rồi khối lượng giao dịch, cái phần trăm, độ tin cậy, thanh khoản, khả năng thanh khoản, thì các bạn có thể so sánh được luôn. Thì thấy rằng là chúng ta đã có thể nhìn thấy được là đây thằng hai bit, thằng này mình bị hack tài khoản vài lần thật, thằng này luôn. Mình ngày xưa mình dùng cái hit BTC này hack vài lần luôn. Ok, khối lượng phần trăm gọi là quá quá ít luôn. Chủ yếu là nếu mà ngon thì vẫn là Binance, để mà cái số lượng người dùng chủ yếu vẫn là Binance, vì thực ra Binance dùng cũng rất hay rồi, nhưng mà những cái sàn kia thì chúng ta sẽ dùng để mà đầu tư ấy thôi, chúng ta phải để đầu tư chứ kiểu game tiếc các kiểu đấy. Ok, thì mục tiêu video này là muốn chỉ cho các bạn thấy là top 10 sàn để cho các bạn mà mới muốn lựa chọn cái việc đầu tư vào, đại khái là lựa chọn việc tiếp cận, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái sàn nào nó ok. Thì nếu như các bạn sợ thì cứ ngắm Binance làm sàn ok, nó đang là đứng ở top đầu để mà có thể sử dụng tất cả mọi thứ giao dịch rồi thế này thế kia. Sau đó thì các bạn hãy nghĩ đến những cái chiêu trò như kiểu là đầu cơ. Đầu tiên chúng ta phải tùy bước đầu tư và tìm hiểu đã, sau đó thì chúng ta chuyển sang đầu cơ. Đầu cơ thì chúng ta sẽ lựa chọn sàn như kiểu Gate này, đấy, LB Bank này, con là xanh lè này, Mibic này, thì cũng bắt đầu yếu hơn chút đấy. Đấy, hơi vớ vẩn rồi đấy. Thì LB Bank hoặc Gate, Gate cũng là đa phần là đầu 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 cơ, thì có rất nhiều các dự án startup ở trên Gate là có Việt Nam. Nếu như sau cái này sau này mình sẽ nói thì các bạn cứ trải nghiệm. Đầu tiên thì Binance, đấy, độ tin cậy rất là cao, bởi vì sẽ có rất nhiều nhiều bạn vẫn không tin vào cái thị trường này đấy, thì các bạn bắt đầu bằng cái sàn Binance, lời mà các bạn có thể tin tưởng nhất. Link mình để phần mô tả bên dưới những cái hướng dẫn cơ bản nhé. Đấy, đơn giản là anh em cứ an tâm đầu tư. Ok, hâu 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 coi trên sàn Binance, hâu hâu lâu dài, nếu hâu lâu dài vì nó rất khó sập. Thực sự là nếu như bảo 100% thì không phải, tại sao nó chiếm đây, nó chỉ chấm đến 9.99%, không có gì là 100% cả. Chuyện trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng mà dù sao thì 9.99% rồi nhá. Ok, cảm ơn tất cả bạn.